Hello, chào anh em. Hôm nay có sản phẩm mới muốn giới thiệu đến anh em. Đấy, và đây 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 đây, lấy sản phẩm mới luôn vào việc luôn cho nó nhanh. Đây. Tiện thể là cảm ơn luôn nhé, cảm ơn luôn Centaur Việt Nam. Đấy, Centaur Việt Nam đã gửi cho mình con tản Centaur Liquid Fusion H500. Đấy, thì anh em có thể thấy là hãng có để một cái hình minh họa to đùng ở đây. Và ngoài cái tản ra thì hãng còn gửi thì mình một cái kit RAM nữa. Đây. Hai thanh RAM anh em nhé, hai thanh RAM DDR4, đấy, hai thanh RAM cũng của Centaur luôn. Mình thấy là Centaur thì mới gia nhập vào cái thị trường linh kiện PC này thôi, nhưng mà hãng là cũng phát triển sản phẩm khá là nhanh và ra khá nhiều mẫu mã mới. Thì đây là mình có một kit RAM này là bao nhiêu GB đây? 16 GB một thanh anh em nhé, 16 GB một thanh. Như vậy là mình sẽ có là 32 GB RAM, 32 GB RAM tổng là hai thanh. RAM thì lát nữa là mình mở sau nhé, mình quan tâm đến con tản nhiều hơn. Đấy, tại vì là kênh của mình thì chuyên kiểu như chuyên về vỏ với tản nhiều hơn. Đấy. Thì đây, Liquid Fusion H500 hình minh họa đây anh em nhé. Thì nhìn qua thôi là anh em thấy là đây là một con tản nhiệt nước all-in-one có màn hình LCD ở đây rồi. Đấy, có hiển thị nhiệt độ các thứ ở đây rồi. Ba fan thì là ba fan LED nhưng mà là LED viền anh em nhé, chứ không phải là LED ở cánh. Đấy, cánh là cánh đen này, viền ở bên lòng fan này và viền ở cạnh hông của fan. Đấy, lát nữa là lắp lên thì mình sẽ show thực tế cho anh em. Ngó qua một tí về spec trước nhỉ. Về giá thì anh em cứ mạnh dạn search con này ở trên Google nhé. Đấy, Liquid Fusion H500, anh em cứ search trên Google nhé. Giá thì đâu đó khoảng tầm hơn 2 triệu thì phải. Đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đọc qua một chút về cái phần spec của con này. Spec con này đâu nhỉ? Đây 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 đây. Đây mới đúng anh em. Đây. Về phần bơm, bơm thì tốc độ của bơm ấy sẽ là 2600 cộng trừ 200 rpm. Đó. Về cái phần rát, rát là rát nhôm anh em nhé. Rát nhôm thì nó cũng giống như là những cái mã tản nhiệt nước phổ thông khác thôi. Độ dày thì vẫn là 27 mm. Đấy, giống như là những cái mã tản nhiệt nước khác. Rồi tiếp đến là về phần fan. Fan thì ở đây người ta có ghi là noble fan. Tốc độ vòng quay là từ 800 cho đến 2200. Đó. Airflow của fan là 17,48 cho đến 51,2 cfm. Đấy, như vậy là tối đa là 51,2 cfm. Thì cái airflow này thì nó ở cái mức gọi là trung bình anh em nhé, trung bình, gọi là không cao không thấp. Đấy. Socket thì đương nhiên là hỗ trợ gần như là tất cả những cái socket hiện đại bây giờ rồi. Đấy, về cơ bản là như thế anh em nhé, cơ bản là như thế. Còn ở dưới thì nó là tiếng của nước khác đấy, chứ không phải là cái spec trên là tiếng Anh nhé, còn dưới là tiếng của nước khác đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở ra cho anh em xem nhá, còn nguyên siêu luôn. Con này là mình bán luôn cho khách luôn, mình bán giá rẻ cho khách luôn để lên clip cho anh em. Chứ mình là thường là mình làm tản đấy, là mình thích là lắp lên bộ cơ, chứ còn mình không thích là sâu mỗi con tản thì trông nó rất là đơn điệu. Mình thường là mình sẽ chờ mình ghép vào một cái bộ mình bán rẻ cho khách luôn để lên clip cho anh em cho nó đẹp. Đâu rồi? Đấy. Cách đóng gói thì cũng giống như là những cái mã tản nhiệt nước khác. Chúng ta sẽ có là một cái bộ phụ kiện ở đây, bộ phụ kiện ở đây. Và đây là con tản của chúng ta. Cái dây này nó dây này nó khác với cái hình minh họa. Hình minh họa mình cứ tưởng là cái dây của nó là dây cao su không có bọc 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 dù, nhưng mà nó có bọc dù anh em nhá. Là dây rất là to này. Cái ống này rất là to và chắc chắn này. Ba con fan thì là nó lại để bên ngoài. Fan này là fan ghép nối không dây anh em nhá. Fan này rất là hay luôn này. Fan này là fan ghép nối không dây luôn. Đấy, ngon lành phết. Đây anh em nhìn này. Đấy, anh em nhìn thấy fan không? Fan là đây đây đầu này, đấy. Đây là đầu đực này. Đây là đầu cái này. Đấy, chúng ta sẽ ghép như thế này. Đúng ta, ghép như thế này. Chúng ta sẽ ghép như thế này. Đây vào đây vào đây. Đưa vào, phập vào trong. Đấy. Phập vào trong. Ok, phập một phát là như thế này. Chúng ta đã có một cái cụm fan như này rồi, ghép nối không dây anh em nhé. Đương nhiên là cái việc là anh em là dùng fan ghép nối không dây như này thì nó sẽ rất là gọn gàng rồi, rất là gọn gàng và tiện. Cánh fan là nó có những cái đường cắt xẻ ở đây nhá, rất là hay này. Đấy.
chúng ta sẽ có led ở viền bên trong, bốn đệm cao su này. Cạnh viền là sẽ có led vô cực anh em nhé. Đấy. Fan là fan ghép nối không dây rồi này. Đấy, ok, ngon lành cánh đào. Và đây là cái rát nước. Ôi, rát nước có cái chữ gì đây? Optimize for your chip. Ui. Hãng còn cẩn thận ghi luôn cả một cái dòng chữ to đùng ở đây nữa. Đấy, chúng ta sẽ có một cái rát nước 360 ở đây. Đấy, rát nước thì độ dày là 27. Nó tương tự như là những cái mã tản OEM khác trên thị trường. Đây, cũng có logo Centaur ở đây anh em nhé. Logo Centaur ở đây. Rát nước đây. Dây thì khá là dài. Dây này thì anh em đi như thế này là đẹp này. Đấy, đi với chip Intel, đặt dây như này đẹp. Và đây là cái block nước. Block nước của chúng ta. Block nước thì đây, anh em sẽ có là một cái màn hình tròn. Một cái màn hình tròn ở chính giữa ở đây. Và cái block nước này thì nó thiết kế trơn, phẳng và tối giản. Phần block nước này thiết kế khá là ổn áp này. Đấy, nhưng mà cái màn hình này thì kích thước cũng tương đối gọi là không to cũng không nhỏ. Chúng ta sẽ có một cái viền LED ARGB ở đây. Đấy, viền LED ARGB xung quanh. Và một cái hệ thống dây từ cái block nước đi ra thì sẽ có một cái dây LED 5V ARGB này, một cái dây bơm này và một cái cổng USB. Đấy, cơ bản là như thế. Ở dưới này là một đống dây cổ fan anh em nhé. Đây là dây cổ fan, dây để chúng ta gắn vào fan. Đấy, có cả dây ấy luôn, dây tín hiệu LED ARGB này. Xong rồi một cái đầu, đây cái đầu này để anh em lắp vào con fan đó. Xong xuôi. Đấy, như vậy là hôm nay là mình sẽ lắp con tản Centaur này, Centaur H500 đấy, vào cái bộ PC của chúng ta. Mặt tiếp xúc đây anh em nhé, mặt tiếp xúc bằng đồng rất là lớn này. Đấy, ok, ngon lành cánh đào. Bây giờ thì mình sẽ bỏ con tản này ra. Rồi, tiếp đến là hai thanh RAM của Centaur. Mở ra xem thiết kế như nào. RAM thì bản chất là mình không thể tháo ra được, nên là cũng không thể biết được là dùng chip nhớ gì hay là các thứ bên trong như thế nào. Nhưng mà chủ yếu là mình sẽ đánh giá về ngoại hình thôi. Ngoại hình và cái phần LED, đặc biệt là cái phần LED của nó, để lên là nó có đẹp hay không. Thì đây là một cái thanh RAM DDR4 anh em nhé. Đây anh em nhìn thiết kế này. Đó, thiết kế chúng ta sẽ có những cái họa tiết, đấy, bo cong ở đây. Một cái logo Centaur ở đây. Khu vực bên này là phẳng này. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái giải LED ở đây. Đấy, giải LED rất là dày anh em nhé. Đấy, cái miếng LED này thì không biết là tí nữa lắp lên là nó chuyển màu có mượt hay không. Đấy, lát nữa lắp lên là chúng ta sẽ biết thôi. Đấy, có cả tem của Centaur này. Đấy, 3002 này. DR4 này, 3002 này. CL18 này. 18, 20, 20, 40. Đấy. Ok anh em nhé. Thì hôm nay là mình sẽ dùng là con RAM này trong cái bộ PC này. Để lát nữa là lên đèn xem nó có đẹp hay không. À, có mã RAM không nhỉ? Có mã RAM ở đây không? Đây là con Ragnarok anh em nhé. Ragnarok RAM RGB Pro. Đấy, tên của nó anh em nhé. Centaur Ragnarok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần linh kiện để ghép cùng với cả cái tản nhiệt và cái RAM ngày hôm nay. Đầu tiên là cái cặp main chip. Chip thì mình sẽ có là một con Coi 5 12600KF. Tại vì sao mình dùng con này? Rất là đơn giản thôi, bởi vì là trong cái tầm giá của con này thì nó sẽ đắt hơn con 13400F một chút xíu, nhưng mà cái mức xung nhịp của con 12600KF nó cao rất là nhiều, mà khách lại có nhu cầu là chơi game. Đấy, thế nên là mình có tư vấn luôn cho khách là lấy con 12600KF này, nó ngon hơn là con 13400F khá là nhiều. Xung nhịp cao thì đương nhiên là anh em chơi game sẽ ngon hơn rồi, và một số cái tựa game FPS thì nó sẽ cho cái FPS cao hơn. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng con 12600KF này. Main thì mình sẽ có một con main rất là đẹp rồi. Con này là con B760M Tub Plus Wi-Fi DR4. Mã main này thì mình cũng lên rất nhiều rồi, thế nên là không cần phải quảng cáo nhiều nữa. Giáp tản to nạc cầm hố này, 4 khe RAM DR4 này, có Wi-Fi, có Bluetooth này, dàn VRM ngon 12+1 này. Đấy, gần như là anh em có thể chơi mắc ping i5 với con main này. Tiếp đến là về phần các đồ họa. Đây, các đồ họa thì cũng rất là quen với anh em rồi. Các rất là xịn luôn nhá. Chip thì là 12600KF bình thường thôi, nhưng mà con card là tận 4070. Với con card này thì gần như là anh em có thể chiến mọi game rồi. Mọi game 2K là chiến con card này bét nhè luôn. Bởi vì là hiệu năng của 4070 thì nó tương đương với cả 3080 12G cơ. Mà cái con 4070NB này mình lên rất là nhiều lần rồi. Thiết kế vuông vức này, phẳng này, tối giản này, nhiệt độ mát này, 3 fan to nạc hầm hố, giá lại rẻ. Đấy, quá nhiều ưu điểm ở con này luôn. Đấy, thì anh em nào mà thích thì có thể build con này nhá. Tiếp đến là về phần SSD thì đơn giản thôi.
một con MSI M450. Đây là một cái mã SD Gen 4, nhưng mà cái tốc độ của nó chỉ ở mức gọi là cơ bản đủ dùng. Thì như con này tốc độ 3.500 thì phải. Đấy, nói chung là ngon bổ rẻ. Nguồn thì là quen rồi nhá, Super Flower Zillion 750. Đợt này thì lên con này rất là nhiều rồi. Xem nào, dây nối dài chắc chắn là phải có rồi này. Một dây 24 pin, dây 8 pin, lát nữa mình bổ sung thêm. Dây 8 pin đang để bên ngoài. Và một hệ thống fan của Zunger Leopard. Cái vỏ ngày hôm nay là mình dùng con Sigmatic QIM, thế nên là tản thì lắp ở trên nóc rồi. Fan thì mình sẽ lắp thêm là 6 fan, thì bao gồm là 5 fan vào và 1 fan ra. Đấy, thì cơ bản là thiết kế của con này nó sẽ là dạng bể cá anh em nhé. Dạng bể cá khá là đẹp. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Và chúng ta sẽ cùng nghiên cứu con tản nhiệt nước mới toe ngày hôm nay. Đây là con Centaur Liquid Fusion H500. Đấy, thì đây mình đã lắp lên rồi anh em nhá. Và đèn đóm các thứ là lên hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng view về con tản trước đi. Đấy, anh em ngó qua một tí. Chắc là mình sẽ show cái phần block nước trước. Đây là cái phần gọi là đẹp nhất của con tản này. Block nước thì mình thấy là rất là ok anh em nhé. Chúng ta sẽ có là một cái preset đang rất là xinh anh em nhé. Đây hình con chó này. Cái này thì mình có vào cái app của hãng rồi. Và app thì cài rất là dễ. Anh em có thể cài dễ dàng ở trên trang chủ. Và có rất nhiều preset đẹp anh em nhé. Anh em có thể là chuyển qua lại giữa các preset này. Và anh em chỉ việc là bấm một cái nút download ở trên cái app của nó là xong thôi. Cái này thì rất là dễ sử dụng. Thế nên là mình sẽ không view qua phần app nữa để đỡ mất thời gian. Đó, mình sẽ có là một cái block nước dạng hình tròn này. Đấy, viền xung quanh là trơn anh em nhé. Và hiện tại thì đây đang hiển thị nhiệt độ CPU này. Đấy, có cả ngày giờ này. Đấy, và có một con chó rất là cute ở đây. Hình là hình động luôn anh em nhé. Và mình đang để là cái nền là nền xanh. Đấy, và set LED thì cũng là cái profile LED màu xanh của Asus mà mình thường hay sử dụng. Ngoài ra, ngoài cái phần màn hình ấy thì chúng ta sẽ có là một cái viền LED. Đấy, cái viền LED ở dưới cái màn hình này. Đấy, thì chúng ta vẫn có một cái viền LED dạng ARGB. Và đương nhiên là có sinh men luôn anh em nhé. Có sinh men ngon lành cành đào luôn. Đấy, còn bên trên thì chúng ta sẽ có là hệ thống là RAT và fan. Ba con fan đây anh em nhé. Tuy nhiên thì cái phần hông này. Phần hông là có cái phần fan vô cực này. Kể ra mà hãng làm cái phần LED này nó to hơn một tí nữa ok này. Đấy, kể ra hãng làm nó tràn ra bên ngoài cái fan này thì ok này. Đấy, và cũng không nhất thiết là phải cho cái logo Centaur ở đây. Đấy, kể ra mà bỏ cái logo Centaur này ra và làm một cái LED nó to hơn, kích thước to hơn thì trông nó sẽ đẹp hơn. Đấy, còn mình thấy là cái phần LED này thì nó cũng ok thôi, nhưng mà có vẻ như là nó sẽ hơi nhỏ. Còn bên trong thì chúng ta sẽ có là cái viền LED ở bên trong cánh anh em nhé. Viền LED ở bên trong cánh này. Đấy, fan là fan không có LED anh em nhé. Cánh fan thì không có LED. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có là LED ở viền ngoài. Đấy, hôm nay là mình đóng cái kính cho nó đẹp, thế nên là trông nó hơi chói, anh em thông cảm nhé. Đấy, còn lại thì chúng ta vẫn có một cái tản rất là ok. Nói chung là phân khúc giá rẻ thì đây cũng là một cái sự lựa chọn rất là ok cho anh em. Đây là hai thanh RAM của Centaur này. Anh em nhìn này, đây hai thanh RAM. Nhưng mà chắc phải quay xa ra một tí thì nó sẽ đỡ chói. Đây, quay xa ra một chút thì anh em mới thấy được LED nó chuyển màu. Đấy, LED chuyển màu một cục nha, rất là mượt và đẹp nhá. Anh em nhìn bên ngoài thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Chuyển màu cực kỳ mượt và đẹp và độ sáng rất là cao. Độ sáng của cái RAM này mình đánh giá là nó ở trên mức trung bình anh em nhé. Trên mức trung bình so với những cái hãng RAM phổ thông. Và LED thì không xuất hiện cái tình trạng là nổi cục, chuyển màu cực kỳ mượt và đẹp. Thiết kế thì vuông vức tối giản. Thì đây cũng là một cái mã RAM mà nếu như mà trong phân khúc giá rẻ thì anh em có thể cân nhắc. Có thể cân nhắc cái kit RAM này. Đấy, như vậy là view cho anh em xem trước về cái phần tản này và phần RAM. Đấy, cảm ơn Centaur Việt Nam là đã gửi đồ chơi cho mình để lên clip cho anh em. Nói chung là thỉnh thoảng thì lên những cái linh kiện mới tí để cho anh em gọi là đổi gió. Còn lại thì đây là tổng thể cả bộ PC đây. Đấy, chúng ta vẫn sẽ có một cái vỏ ba mặt kính rất là đẹp. Đây là con Sigmatic QIM. Mặt kính trước này, mặt kính ở lô góc này, đấy, và mặt kính ở hông này. Và kính rất là trong anh em nhé, trong suốt luôn. Anh em có thể nhìn rõ được những cái linh kiện ở bên trong. Đấy, bên trong thì chúng ta sẽ có là hệ thống fan. Ngoài cái ba cái fan của tản nhiệt nước Centaur ngày hôm nay thì mình sẽ lắp là thêm 6 cái fan nữa, thì sẽ bao gồm là ba fan ở dưới là ba fan thổi ngược lấy gió vào này, hai fan hông thì cũng là hai fan thổi ngược lấy gió vào. Đấy, và một fan sau thì là một fan xuôi lấy gió ra. Đây là một cái cách setup gọi là airflow cực kỳ tiêu chuẩn. Main thì rất là đẹp rồi, B760M Tub Plus Wi-Fi DR4. Đấy, main thì rất là quen rồi, không cần phải show lại nữa. Card đồ họa đây, card đồ họa thì mình có một con 4070.
Con cạc thì chắc là đắt nhất trong cái bộ này rồi. Bộ này đâu đó khoảng hơn 30 triệu, nhưng mà cái cạc đã chiếm một nửa rồi. Cạc đã hơn 15 triệu rồi. Cạc này thì gọi là chiến game, gọi là bét tè là nhà rồi. Anh em gọi là chiến 24/7, ngày ngày đêm đêm là gọi là thoải mái luôn. Bởi vì là nó rất là mát. Con này mắc ping thì cùng lắm là chỉ tầm 62 đến 63 độ. Siêu mát luôn anh em nhá. Đấy, thì hôm nay là có một cái bộ PC, có bộ PC và cái nhân vật chính chủ đạo đó là cái tản nhiệt nước và cái RAM của Centaur. Đấy, thì anh em nào mà thích build PC theo cái form này thì có thể liên hệ mình qua Zalo, Facebook ở dưới phần mô tả, thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.